Xin chào mừng các anh chị đã đến với An Tâm TV nha. Các anh chị ơi, hôm nay Tính xin mời các anh chị cùng vào khu vườn bé nhỏ của mình để mà cùng thu hoạch đậu đũa. Nhưng mà trước khi mà mình thu hoạch á, thì Tính xin kể cho các anh chị nghe về cái quá trình mà em đã trồng, đã chăm sóc và đến ngày hôm nay mình có những cái quả để mình thu hoạch. Rồi, bây giờ xin mời các anh chị sẽ cùng xem quá trình của em ha. Xin mời. Đây quả đậu đũa hôm trước mình để lại làm giống á, nó khô rồi nè. Bây giờ mình sẽ bóc cái vỏ nó ra, trong đây có hạt nè. Đó, trong đây có hạt nè, mình sẽ lấy cái hạt của nó. Bây giờ mình để coi, chắc được 20 hạt á. Đây hạt của nó đây, mình sẽ gieo hạt nó ha. Đũa sau khi mình gieo được khoảng 10 ngày thì nó đã cao được khoảng chừng 2 gang tay rồi đó các anh chị. Mình gieo nó lên mạnh lắm, lên đều hết luôn. Đây, muốn nó sắp bò nữa, nó bung cái đọt lên sắp bò, chiết ra này. Cho nó